Chào mừng các bạn đến với Người Chuyên Lửa Bóng Đá Phong Trào, nơi lưu giữ chia sẻ kết nối mọi giáo vua. Rất quyết liệt. Văn Dũng. Coi đoàn hồi mã thường chất lượng đến từ đội bóng chủ nhà. Người ghi bàn có vẻ như là cái tên Chu Tuấn Vọng. 1-0. Vòng gần 2 đã làm một điều mà vòng 11 không thể làm được là ghi bàn. Khán giả ngoài sân đang cười rất tươi. Còn đây là tình huống lên bóng của Chí Long. Văn Hoạt. Văn Hoạt dứt điểm. Vào! Văn Hoạt là người ghi bàn. Cuối cùng thì soi mồi nó được đến từ cá nhân cầu thủ sinh năm 2005. Anh đã thành công. Hai không rồi. Sự nóng vội. Vội vã để tìm kiếm bàn thắng cúp đã khiến cho Mai Động phải trả giá. Nằm nhóc di chuyển. Vẫn là Đức Hướng. Vào! Những pha đảo chân như Cristiano Ronaldo và cuối cùng Đức Hướng đã có một siêu phẩm. Đây có thể được coi là bàn thắng đẹp nhất của vòng thứ hai. Những pha đảo chân khiến cho đối phương bị hoa mắt rồi anh tung ra một pha dứt điểm. Hiểm hóc. 4-0. Cao thủ áo xanh đang liên tục di chuyển. Sút. Tỷ số là 1-0. Bài đánh quen thuộc đến từ đội bóng Yên Lãng và người ghi bàn không ai khác Dũng Đại Bà. Một cú giật gót tinh tế của Minh Hiếu và đã mở ra cơ hội dành cho Dũng Đại Bà. Bằng một cái cổ chân rất quan của mình, Dũng Đại Bà có một pha găm mù chuẩn xác, hạ gục đội anh Chu Tuấn mang về và thắng mở điểm. Và đối với giải bóng đá Vòng Nguyệt, cơ hội sút xa vào, tỷ số là 1-0. Người ghi bàn được tính là công đường và diễm công đường, bóng khé chạm vào một cầu áo trắng và đâm thủng phải lưới của đội Trần Chuẩn. 1-0 dành cho Phù Xá. Quá bất ngờ, ngay từ những giây phút đầu tiên Phù Xá đã có bàn thắng mở tỷ số. Một người đại diện hàng xóm của Phù Xá là Mẫn Xá. Tất nhiên Như Nguyệt không muốn quyền tổ quyết của mình gặp vòng thiếu tiếp theo. Vào! Tỷ số là 2-2. Nhưng bàn thắng cuối trận bao giờ nó cũng mang tới lời cảm xúc. Khán giả Như Nguyệt lao vào sân ăn mừng cùng với những cầu thủ dự bị. Sai lầm của Trần Duẩn sẽ xóa bỏ nếu như ngày hôm nay tỷ số là 2-2. Vâng, thẻ vàng ban tổ chức cũng đã nhận về 100.000 đồng. Tiền thì ban tổ chức không thích đâu, nhưng cứ tặng thẻ như vậy rất thích. Một thế hệ vàng của bóng đá. Ông Nguyệt sút xa, tỷ số là 1-0. Và đó không ai khác chính là cầu thủ đeo số 23, người được chờ đợi nhất, Duy Tỉnh. Siêu phẩm của Duy Tỉnh quá đẹp mắt. Bóng đi đúng vào góc chữ A và quá khó cho thủ thành công Hoàng. 1-0 dành cho Mẫn Xá. Đối với thắng còn đã từng nói 2-1 dành cho Phú Mẫn. Và đây rồi, coi qua người, tỷ số là 1-0. Quá đẹp mắt, một đường phản công và nó là sắc hơn sao cạo của cầu thủ Phú Mẫn. Một vết cứa phải nói là đứt nếp. Người đã săn bằng tỷ số 1-0 dành cho Phú Mẫn đó chính là Đình Huy. Một bộ đôi song huy là Đình Huy, là Quang Huy đang khuấy đảo khu vực trung tuyến của Mẫn Xá trong những phút vừa qua. Sút xa và tỷ số là 2-1 dành cho cầu thủ Phú Mẫn. Quá bất ngờ, rất bất ngờ.
Phan Đình Quyết là người đã ghi bàn. Đình Quyết, như vậy là đóa hoa phần thưởng của Ngô Công thì đã có chủ nhân rồi. Vừa mới trao giải xong, Đình Quyết ngay lập tức lên tiếng luôn. Chúng ta sẽ chờ xem Coi Hiền chép mở bóng ra. Tuyệt vời. Hai đều dành cho đại diện đến từ mảnh đất Vạn Nhôm. Người đang ghi bàn chính là cầu thủ đeo số 21 Hoàng Xuân. Cú đá không thể cản phá của Hoàng Xuân. Thay người trọng tài. Bên phía Mẫn Xá, Mẫn Tâm và thay Mẫn Dương. Bình luận chuyên sâu các giải đấu bóng đá phong trào. Phân tích soi kèo các trận đấu đỉnh cao mỗi tuần. Tổng hợp tin tức chuyển động bóng đá khu vực. Chúng tôi là người chuyên lửa bóng đá phong trào, bình luận viên Nguyễn Anh Hùng.